livestream bán hàng trên mạng xã hội đang rất sôi động, có người thu về hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày từ hoạt động này. Các phiên livestream bán hàng trên TikTok đặt doanh thu 100 cho đến 150 tỷ đồng cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Ngay các sàn thương mại điện tử lớn như là Shopee, Lazada cũng xem livestream là hình thức bán hàng chủ lực trước thị hiếu tiêu dùng mới của thị trường. Đây là những hình ảnh của phiên livestream kéo dài 17 tiếng đồng hồ của Quyền Leo ngày 5 tháng 5 đã thu hút được sự quan tâm của dư luận trong nhiều ngày qua. Với doanh thu công bố là 100 tỷ đồng và 30.000 người xem cùng một lúc, cao điểm ghi nhận tới hơn 60.000 người xem. Tuy nhiên, con số doanh thu được công bố khiến nhiều người bán tín, bán nghi. Như tôi thấy thì những cái phiên live 100 tỷ hay 150 tỷ cảm giác con số đấy nó không có thật. Với cả theo tôi nghĩ là nếu như mà có thật những cái doanh số đấy thì không biết là người ta có phải đóng thuế cho nhà nước hay không? Doanh số bán hàng lên cả 100 tỷ đồng một phiên live stream. Con số giật mình với nhiều người. Nhưng hiện nay, với sự hỗ trợ của các nền tảng mạng xã hội, thì việc bán hàng có doanh số như vậy không phải là hiếm. Có những cái thắc mắc, những cái băn khoăn là thế thì cái thương mại điện tử nó có thực sự là có những cái phiên live mà bán đến hàng trăm tỷ doanh thu hay không? Và các câu chuyện về thuế má ở trên các cái nền tảng thương mại điện tử được quản lý như thế nào? Nhưng nếu chúng ta mở một cái tài khoản ở trên nền tảng như TikTok Shop và chúng ta kể một câu chuyện bán hàng rất là thị phạm, có thể là có các cái phiên live bán hàng ở trên nền tảng TikTok có khoảng 300.000 người xem đồng thời, tức là có thể có 5 đến 10 triệu người là xem cái mô tả về sản phẩm của các bạn. Và chúng ta tưởng tượng chẳng hạn như chỉ cần 10% của 5 triệu người xem thì chúng ta có 500.000 người mua, thì con số 100 tỷ hay 200 tỷ vẫn là một con số nhỏ, không phải là một con số lớn. Một câu hỏi đặt ra là những phiên cá nhân livestream bán hàng có doanh số lớn như vậy thì việc quản lý thu thuế cho thương mại điện tử bằng cách nào? Hiện nay đang phổ biến hai hình thức livestream bán hàng là cá nhân tự livestream bán hàng và cá nhân được tổ chức hoặc sàn thương mại điện tử thuê livestream bán hàng, hay còn gọi là tiếp thị liên kết. Ví dụ, một phiên livestream bán hàng đạt doanh thu 100 tỷ thì người bán hàng sẽ phải kê khai nộp thuế như sau. Nếu mức thuế áp dụng cho cá nhân bán lẻ các loại hàng hóa là 1,5% tính trên doanh thu, gồm 1% thuế xuất giá trị gia tăng và 0,5% thuế thu nhập cá nhân. Doanh thu đạt 100 tỷ đồng, cách tính thuế bằng 1,5% tính trên doanh thu. Vậy số thuế phải nộp là 1,5 tỷ đồng. Với trường hợp 2, nếu trường hợp là tiếp thị liên kết thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 10% theo từng bậc. Ví như trường hợp hoa hồng là 1 tỷ thì sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% là 100 triệu đồng. Nếu không kiểm soát tốt thì số tiền thất thu thuế là rất lớn. Nghĩ là cái vấn đề mà quản lý thuế, thu thuế đối với cả những cái người mà kinh doanh qua mạng cũng như là qua các cái TikTok ấy, thì tôi nghĩ là cái vấn đề này thì cũng là cái vấn đề là cũng phải cực rất là quan tâm. Thì nó sẽ là từ những cái khâu phải đưa ra những cái chính sách. Thứ nhất là những cái chính sách về an ninh mạng, về những cái chính sách về quản lý thương mại điện tử. Đấy, thì tôi nghĩ là những cái đấy thì nó sẽ là có cái tác động rất là lớn và nó sẽ phải có những cái chính sách về cái quản lý. Theo thống kê về hoạt động quản lý thuế từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, năm 2022, doanh thu phát sinh quản lý thuế là 3,1 triệu tỷ đồng. Số thuế đã nộp trên hơn 83.000 tỷ đồng. Còn năm 2023, doanh thu nộp thuế là 3,5 triệu tỷ đồng. Nhưng số tiền thuế đã nộp chỉ mới đạt là 97.000 tỷ đồng. Chính vì khó kiểm soát, nên việc quản lý thuế và thu thuế đối với hoạt động livestream bán hàng vẫn là rất khó khăn. Hà Nội hiện có 206 dự án còn vướng mắc do sai phạm về quy hoạch và tự ý chuyển đổi công năng, nghĩa vụ tài chính. Thành phố đã có chỉ đạo sẽ thực hiện song song việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 33.000 căn hộ cùng với xử lý vi phạm của các chủ đầu tư. Đây là thông tin được lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội trả lời cử tri tại phiên họp giải trình, giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
Tại buổi giải trình, các đại biểu đã yêu cầu các sở ngành trả lời nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, trong đó có nhiều kiến nghị chưa được trả lời thỏa đáng. Đại biểu dẫn chứng kiến nghị của các hộ dân tại nhiều chung cư trên địa bàn Hà Nội về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo quyền lợi của người dân khi chủ đầu tư vi phạm. Chủ đầu tư có vi phạm đã có kết luận quả thanh tra, nhưng chủ đầu tư không thực hiện hoặc không thực hiện được các cái kết luận thanh tra này. Với những cái tình trạng như thế này thì Sở Tài nguyên Môi trường sẽ làm gì? Trả lời đại biểu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Thanh Nam cho biết, 206 dự án chung cư sai phạm có khoảng 62.000 căn hộ. Sở đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để cấp trước giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 33.000 căn hộ xây dựng đúng quy hoạch, còn 29.000 căn hộ xây dựng vi phạm quy hoạch đang chờ xử lý sau khi có kết quả của Thanh tra Chính phủ. Thời gian vừa qua là Thanh tra Chính phủ thì cũng là thanh tra chuyên đề riêng. Chúng tôi cũng kiến nghị nội dung này và theo nội dung báo cáo thì đến thời điểm này Thanh tra Chính phủ thì cũng đưa tổng hợp báo cáo và đặc biệt cái trường hợp này báo cáo Bộ Chính trị, xin ý kiến Bộ Chính trị liên quan đến cái tháo gỡ cụ thể cho tồn tại không tồn tại, phá như thế nào và xử lý như thế nào, trách nhiệm chủ đầu tư vì có những chủ đầu tư thì cũng không còn tồn tại nữa. Trên đây chỉ là một trong các nội dung của 300 kiến nghị trong lĩnh vực kinh tế ngân sách chưa được trả lời thỏa đáng được đại biểu đặt ra. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu phân công rõ nhiệm vụ và trách nhiệm cũng như tiến độ thực hiện kiến nghị, trong đó tăng cường sự phối hợp của các sở ngành, tránh tình trạng đùn đẩy. Nhiều cái nội dung mà chúng ta trả lời thì có thể nói là trả lời nó chưa rõ. Kỳ nào cũng giống kỳ nào. Chủ yếu nhất là chúng ta phải đưa ra được các cái giải pháp, cái lộ trình để chúng ta thực hiện. Bởi vì thưa các đồng chí là cái việc mà chúng ta trách nhiệm chúng ta giải quyết các kiến nghị của cử tri là cái trách nhiệm thuộc về chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì nhân dân nó bầu ra chính quyền. Và chính quyền là phải có cái trách nhiệm trong cái việc giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri và của nhân dân một cách rất là thấu đáo. Trước nhiều kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết thấu đáo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chỉ đạo việc xây dựng hệ thống phần mềm quản lý kiến nghị cử tri, đồng bộ với quy chế phối hợp tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri của thành phố để phân công đến từng đơn vị chức năng, giao nhiệm vụ, thường xuyên đôn đốc, cập nhật báo cáo kết quả thực hiện, thuận lợi cho công tác tra cứu, truy xuất nội dung và theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trong 6 tháng đầu năm có 595.000 người làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đây phần lớn là những người lao động chịu áp lực công việc và nhảy việc. Con số này tăng so với cùng kỳ. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết thủ tục cho 595.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng 3,7%. Phần lớn người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần là ngừng đóng bảo hiểm sau một năm. Người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần tập trung chủ yếu ở khu vực ngoài nhà nước, ở độ tuổi từ 20 cho đến dưới 40 tuổi, chiếm 78%. Nguyên nhân là do tâm lý người lao động trẻ tuổi cho rằng nhu cầu trước mắt quan trọng hơn so với việc đóng bảo hiểm xã hội đủ thời gian để được hưởng lương hưu. Bên cạnh đó, với người lao động trong độ tuổi này, mức lương làm việc tại các doanh nghiệp chưa cao. Vì vậy, nhiều người sẽ có nhu cầu về tài chính và sẽ hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Cân nhắc về quyền lợi hưởng lương hưu, có bảo hiểm y tế khi về già, người lao động vẫn quyết định rút bảo hiểm xã hội một lần để có tiền giải quyết các vấn đề trước mắt do khó khăn. Gần đây, trên các chợ online xuất hiện loại ếch lạ có tên ếch còn, được quảng cáo như đặc sản hiếm có, trở thành cơn sốt, được nhiều người tìm mua. Đặc điểm của ếch còn là chiếc bụng phình to, da đen và hình thù kỳ dị. Chính vì vậy, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy chúng được bán để làm các món ăn. Ếch còn được bán với giá từ 200.000 cho đến 320.000 đồng trên 1 kg. Theo giới thiệu, ếch òn có nguồn gốc từ Ninh Thuận, Bình Thuận. Ếch òn là đặc sản hiếm có thể làm được nhiều món ăn ngon như là nấu chua lá me, luộc, chiên giòn, nướng hoặc nấu lẩu lá rang. Giá ếch òn giao động từ 200.000 cho đến 280.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt, ếch có trứng giá đắt hơn, từ 300.000 đồng đến 320.000 đồng trên 1 kg. Đáng chú ý, ếch òn được người bán hướng dẫn ăn nguyên con. Ếch chỉ cần trụng qua nước sôi, bóp với muối, kỳ cọ sạch lớp da cho hết nhờn rồi mang để chế biến. Trước trên ăn ếch òn, chuyên gia còn cho rằng cần có hành động khẩn cấp đối với tình trạng của loài ếch òn tại Việt Nam.
Loại ếch này không chỉ còn là một phần quan trọng của hệ sinh thái, mà còn là biểu tượng của sự đa dạng sinh học ở trong khu vực. Gần đây có một xu hướng đáng lo ngại là việc săn bắt và tiêu thụ ếch ỏn đã trở nên phổ biến, đặc biệt là thông qua các video trên mạng xã hội, nơi mà việc ăn thịt ếch sống được quảng bá như một hình thức giải trí. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người, mà do nguy cơ nhiễm ký sinh trùng từ thịt sống còn đe dọa đến sự tồn vong của loại ếch ỏn.